Lạc Phong cuộc khởi hệ thống, có thể nhìn thấy hơn 90 điểm nữ thần dục vọng danh sách, chỉ cần thỏa mãn các nàng dục vọng danh sách là có thể đạt được phong phú ban thưởng. Danh sách dục vọng của nữ phát thanh viên mới một Người mới chủ trì thật khó, ai khen thưởng ta 100 khối tiền đi, ta trực tiếp tư phương thức liên lạc, đinh. Ký chủ khen thưởng 100 tệ, thỏa mãn danh sách dục vọng của nữ phát thanh viên, đạt được thẻ đổi xe sang trọng trăm vạn. 2 muốn dọn ra khỏi ký túc xá, phát sóng trực tiếp một chút không tiện, đinh. Mời nữ phát thanh viên thuê chung, thỏa mãn dục vọng, đạt được nhan sắc gia tăng. Muốn tìm bạn trai, học cách làm nũng đinh. Thổ lộ với nữ phát thanh viên và thành công, nhận được phần thưởng thẻ nhảy tiền. Trong lúc bất tri bất giác, Lạc Phong trở thành nữ thần cứu tràng ca. Thảo căn nữ thần dục vọng danh sách. 99 nguyên túi sách bị cười nhạo, thật muốn mua một cái lv vũ đạo hệ nữ thần. Cha mẹ không cho phép nói yêu đương, 10 năm chi ngứa, muốn tìm cái có thể bảo trụ bí mật tình cảm ngầm chiến hữu, triệt để giải quyết nhu cầu cao lãnh hoa khôi trường. Ai theo đuổi ta một chút đi, để cho ta thể nghiệm một chút bị người theo đuổi cảm giác, hơn nữa ta thật sự siêu dễ theo đuổi, mang ta ăn cơm là tốt rồi, nữ minh tinh nổi tiếng. 28 tuổi rồi, tôi muốn có con thiên nhân thiên diện dục vọng ẩn giấu trong lòng mỗi nữ thần, đều không giống nhau. Lạc Phong lợi dụng cái này ngoại quải, bắt đầu thành công đáng đo nữ thần, lại cao quý nữ thần, ở trước mặt hắn, đều giống như trong suốt. Quyển sách lại có tên. Ta thật không phải ấm nam, cầu các tiểu tỷ tỷ buông tha ta chỉ muốn nhổ ban thưởng ta biết nữ nhân tâm thần hào. Ta có thể nhìn thấy nữ thần dục vọng danh sách không đạn cửa sổ, thần hào ta có thể nhìn thấy nữ thần dục vọng danh sách TXT toàn tập đao loa, thần hào. Ta có thể nhìn thấy nữ thần dục vọng danh sách. Chương 1 Ngoại quải cuộc khởi Thỏa mãn nữ thần dục vọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Treo ngoài cuộc khởi Thỏa mãn dục vọng của nữ thần Giang Nam Đại học trong khu trường, giờ phút này một cái nam sinh viên, cầm một bó hoa hồng lớn chờ đợi ở cửa phòng vũ đạo trong sân trường lui tới lui tới rất nhiều nữ sinh đại học đều tay cầm hoa hồng hôm nay là valentine ngày mai bệnh viện sẽ bận rộn xuyên qua rồi hôm nay hay là valentine lạc phong ngơ ngác nhìn chung quanh lập tức một chuỗi ký ức tràn vào trong đầu thân thể nguyên chủ nhân cũng gọi là lạc phong sinh viên đại học giang nam gia đình coi như giàu có cha là lãnh đạo cao cấp của một công ty niêm yết tướng mạo trung thượng, giá trị nhan sắc khoảng 80 điểm, không tính là soái ca, nhưng cũng không xấu, thuộc loại dễ nhìn. Đã đến thì cứ yên tâm đi. Nhưng tại sao trong tay tôi cũng có một bó hoa hồng lớn? Lạc Phong tò mò nhìn hoa hồng trong tay, chớp chớp mắt, hẳn là 99 đóa, đại biểu cho mùi thuốc súng tình yêu mười phần. Lạc Phong, ngươi lại đang đợi ta. Bất quá vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, từ xa đến gần nói. Ta biết gia đình ngươi không tệ, nhưng xin ngươi sau này đừng mua cho ta những thứ này. Hả? Trước mắt xuất hiện một cô gái mặc một bộ đồ yoga, dáng người có lồi có lõm. Đặc biệt là đôi chân thon dài thon thả kia, lại bị trang phục yoga phát họa càng thêm mê người, giống như bởi vì tập luyện xong, trên trán còn lưu lại một ít mồ hôi, làm ướt một sợi tóc đen trước trán, làm cho cô càng mê người hơn một chút lạc phong lúc này mới căn cứ nguyên chủ ký ức nhớ tới cái này nguyên chủ một mực tại truy cầu cái này vũ đạo hệ nữ thần tô mỹ cơ đương nhiên trong trường học cũng có đồn đãi nữ thần khoa vũ đạo này nhân phẩm không đoan trang như vậy thường xuyên có người nhìn thấy sau khi cô rời khỏi trường học liền chui vào hẻm nhỏ sau đó sẽ có một chiếc xe sang trọng đón cô đi đối với việc này không ít người ở sau lưng nói này nói nọ với nàng cũng có bạn học nam muốn kiếm đủ tiền mua cơ hội nói chuyện thâu đêm với cô. Dù sao mọi người đều biết, luyện vũ đạo nữ thần, tại tịch mộng tư thượng, tuyệt đối là tuyệt thế vưu vật cấp bậc ít bầu bạn. Mau trở về đi, đừng ở chỗ này ngẩn người, người như vậy người khác nhìn thấy không tốt. Tô Mỹ cơ liếc thoáng qua hoa hồng đỏ rực trong tay Lạc Phong, giờ phút này nội tâm phức tạp nhìn về phía những tiểu tình lữ kia, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ha ha, vậy được rồi. Lạc Phong gật đầu. Sống lại liền tặng hoa bị từ chối. Đích xác rất xấu hổ. Nhưng thật đáng tiếc khi một bông hoa đắt tiền như vậy bị ném đi, nó phải có giá trị của nó. Có rồi. Rất nhanh, Lạc Phong nhìn thấy một đôi tình nhân nhỏ đi qua, đưa hoa qua. Tặng cho các ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc. Đôi tình nhân kia trong nháy mắt có chút mơ hồ, nhưng sau đó vẫn là cảm tạ tiếp nhận. Mà càng thêm mộng bức người còn lại là giờ phút này tô mỹ cơ thường ngày người này đưa cái gì đồ vật đều là da chết mặt trắng hôm nay lại ra vẻ như thế chẳng lẽ là lạc mềm buộc chặt hay là dự định từ bỏ trong lòng có chút chênh lệch càng có chút tức giận biểu môi đang định rời đi nhưng đúng lúc này lạc phong mãnh liệt dụi dụi con mắt của mình bởi vì chính mình cư nhiên nhìn thấy tô mỹ cơ đỉnh đầu có một hàng lớn tin tức mặt bản tên thật Sumiki, giá trị nhan sắc. 95 điểm, chiều cao. 171 cm, tuổi. 24 tuổi, danh sách mong muốn. Ước gì trên đời này không có ngày lễ tình nhân. Chẳng lẽ muốn từ bỏ việc theo đuổi tôi, thật ra tôi thích cảm giác được theo đuổi, nhưng tôi không thể đồng ý với anh ấy. Ta là tộc hồi, người bạn trai này nhất định không ăn thịt heo. Xem thêm về Suzuki, hết chương này chương 2 Nữ thần tâm tư, phải tiếp tục truy nàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Tâm tư nữ thần, phải tiếp tục theo đuổi cô Nhìn thấy những tin tức này sau Lạc Phong, làm sao có thể không mãnh liệt dụi mắt Mình nhìn thấy nguyện vọng của đối phương Không đúng, đây là dục vọng Chúc mừng chủ ký sinh, đạt được hệ thống Bản hệ thống có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào dục vọng danh sách, hơn nửa ký chủ trợ giúp một cái vượt qua 90 điểm nữ thần hoàn thành dục vọng, liền có thể thu hoạch được một 10 cái thuộc tính điểm. 90 cùng 91 điểm nữ thần thu hoạch được một điểm, 100 điểm nữ thần thu hoạch được 10 điểm. Mặt khác có thêm phần thưởng vật phẩm. Ký chủ xem nữ thần dục vọng danh sách, hoàn toàn miễn phí sử dụng, nhưng là xem người bình thường dục vọng danh sách thì là rất phí tinh thần lực, tương đương với năm nhân cái kia số lần, mỗi dùng một lần, liền thiếu một lần, thiếu niên vẫn là phải tiết chế mới được. Tên Lạc Phong, Nhan Sắc 80, Sức Khỏe 75, Cách Đấu Lực lượng 66, Nhanh Nhẹn 58, Sức Chịu Đựng 61, Kiến Thức Chuyên Ngành Tiếng Anh cấp 2, Toán Học cấp 3, Tài Chính cấp 2 10 điểm thuộc tính điểm, có thể thêm một cấp, kỹ năng Lái xe cấp 2, Trung Nghệ cấp 1, Đàn Dương cầm cấp 1, vũ đạo cấp 1, nhảy giường xe kỹ thuật cấp 0, truyền thống tay nghề cấp 5. Tiền mặt 2.600 tệ, hàng vật phẩm Không hệ thống Hoàn thành dục vọng của nữ thần Đạt được điểm thuộc tính và phần thưởng Lạc Phong hiểu Hệ thống này rất đơn giản, chính là không ngừng nhận thức nữ thần, sau đó hoàn thành dục vọng của các nàng Sau đó có thể đạt được điểm thuộc tính, có thể thêm vào giá trị nhan sắc, sức khỏe, tài nghệ các loại thuộc tính và có những phần thưởng bổ sung hy vọng trên thế giới này không có lễ tình nhân dục vọng này xin lỗi lạc phong ta thật sự không thể thỏa mãn mặc dù cô gái này là người hồi muốn tìm một người bạn trai không ăn thịt heo cần bạn trai giữ bí mật tình yêu đây là muốn tìm một người bạn pháo ổn định lâu dài nhưng dục vọng thứ hai là cái quỷ gì ta tặng hoa cho người khác. Ngươi không vui sao? Lạc Phong xấu hổ. Đây là phụ nữ sao? Rõ ràng cự tuyệt. Thích cảm giác được theo đuổi. Tốt, ngươi đã không muốn ta buông tha theo đuổi ngươi, ta đây tiếp tục theo đuổi ngươi, không phải thỏa mãn dục vọng của ngươi sao? Nhắc nhở ký chủ, thỏa mãn nữ thần dục vọng danh sách đệ nhất dục vọng mới có thể đạt được thuộc tính điểm cùng phong phú khen thưởng. Nhưng ký chủ không cần lo lắng rất nhiều dục vọng nhỏ cũng sẽ căn cứ tình cảnh hiện tại hỏa tốc xếp hạng thứ nhất. Hoặc là ký chủ hơi hướng dẫn, cũng là kế sách khả thi. Mỗi cái nữ thần tối đa đạt được 30 cái thuộc tính điểm. Căn cứ vào tình cảnh hiện tại, hỏa tốc xếp thứ nhất. Còn có thể hướng dẫn thêm một chút. Lạc Phong lần nữa xem xét danh sách dục vọng của đối phương. Dục vọng nào dễ thực hiện hơn? Hy vọng thế giới này không có ngày lễ tình nhân chẳng lẽ muốn từ bỏ việc theo đuổi tôi. Thật ra tôi thích cảm giác được theo đuổi, nhưng tôi không thể đồng ý với anh ấy. 7. Muốn đi quán ba hoàn toàn thả lỏng một chút. Không kiên nể gì uống say một lần. 8. Muốn rời khỏi phòng ngủ. 11. Nuôi một con chó lông vàng thật to, muốn được. Dục vọng thứ hai tương đối dễ dàng, hơn nữa đã xếp hạng thứ hai, nói không nhất định thêm chút kích thích là có thể xếp hạng thứ nhất. Này, Tô Mỹ Cơ. Sau khi tiêu hóa xong quy tắc của hệ thống, Lạc Phong hắn giọng hôn một tiếng. "Để làm gì?" Nghe được Lạc Phong la lên, Tô Mỹ Cơ gợi cảm khóe miệng hơi nhếch lên, không phải muốn buông tha sao? Quả nhiên là Lạc mềm buộc chặt, nhưng xoay người, biểu tình của nàng lại lãnh đạm hơn rất nhiều, không phải đã nói với ngươi rồi. "Tiếp tục như thế nào? Thích tôi, theo đuổi tôi." ngươi có bệnh không? Ta ta có bệnh. Tô Mỹ cơ biểu tình ngay ra, cư nhiên bị liếm chó mắng. Sao hắn dám? Đúng vậy, thích em không nhất định phải theo đuổi em chứ. Sao lại bỏ mặt anh? Dựa vào cái gì? Vậy ngươi trước kia? Đúng, đó chính là trước kia, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Ồ, Tô Mỹ Cơ không phải là một cô gái thích oán hận người khác, chỉ có thể ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đã như vậy xem ra là hoàn toàn buông tha theo đuổi chính mình nhưng trong góc nhìn của lạc phong dục vọng thứ hai trên đỉnh đầu nàng hỏa tốc leo lên vị trí thứ nhất không chỉ đem tặng ta hoa hồng chuyển cho những người khác còn như vậy hung ta hắn thật muốn buông tha cho liếm chó giỏi lắm quả nhiên kích thích liếm chó một khi không liếm sợ không phải liếm chó mà là nữ thần lạc phong mở miệng nói nếu không anh dẫn em đi quán ba chơi một chút. À, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, anh vẫn không từ bỏ đúng không? Tô Mỹ cơ ngẩn người, xoay người, lạnh lùng nói. Tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt, nhưng trải qua Lạc Phong nhắc tới như vậy. Trong lòng cô xếp thứ bảy trong danh sách dục vọng uống rượu say, cư nhiên nhảy lên hai ô vuông, đi tới thứ năm. Hơn nữa bởi vì mời đối phương uống rượu, trong mắt nàng, là không có buông tha theo đuổi nàng đã thỏa mãn dục vọng đầu tiên của nàng. Đinh Thỏa mãn đối phương một cái dục vọng. Có thể đạt được điểm thuộc tính cùng khen thưởng. Hết chương này. Chương 3 Ban thưởng tới, thu nhập một tháng 24 vạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Khen thưởng tới, mỗi tháng nhập 24 vạn. Bởi vì tô mỹ cơ là 95 điểm nhan sắc nữ thần, ký chủ đạt được 5 cái thuộc tính điểm. Vật phẩm khen thưởng. Nhảy tiền thẻ, hiệu suất. Mỗi giây 0.1 nguyên tiền, cân nhắc đến ký chủ bây giờ tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm, nhảy tiền thẻ tự động sử dụng. Sau đó Lạc Phong chỉ có thể nhìn thấy, tấm thẻ vốn ở trong ba lô vật phẩm lại biến mất. Số tiền thu được đang được tạo ra, 0.1 đồng. 0.2 đồng. Một giây mới có một hào. Vậy một phút sáu đồng, một giờ ba trăm sáu mươi đồng, một ngày. Càng tính về sau, Lạc Phong dường như cảm thấy, một giây này một mau, cũng không có không chịu nổi như vậy. Một ngày là thu nhập thụ động tám nghìn sáu trăm bốn mươi đô. Tuy rằng Lạc Phong trong nhà coi như giàu có, nhưng một ngày nhập tám ngàn, một tháng nhập hai mươi vạn, đây cũng là phi thường đáng giá chuyện tình kích động. Vậy năm điểm thuộc tính, ta nên thêm vào chỗ nào đây? sắc đẹp hay sức khỏe? Hay là khả năng trampolin Nhắc nhở ký chủ, mỗi một hạng thuộc tính, thêm qua một lần, cần những thuộc tính khác lựa chọn đều thêm một lần, mới có thể lần nữa thêm vào, nếu cưỡng ép thêm vào, thì là 10 cái thuộc tính điểm thêm một điểm, càng là điểm cao thuộc tính, càng là biến thái thuộc tính, tỉ như thắt lưng công năng các loại, lại càng bị hạn chế, ít như là sức mạnh, sức chịu đựng, nhanh nhẹn vân vân hậu kỳ rất có thể một lần chỉ có thể thêm một điểm. Điểm thuộc tính thêm vào gợi ý. Giá trị nhan sắc, bởi vì điểm coi như cao, nhưng đối với ký chủ giai đoạn đầu tác dụng khá lớn, có thể một lần thêm 5 điểm thuộc tính, sức khỏe, ký chủ điểm không tính cao, hơn nữa không phải biến thái thuộc tính, có thể một lần thêm 5 cái thuộc tính điểm, sức mạnh, thuộc tính cấp độ biến thái, nhưng do điểm số hiện tại của vật chủ thấp hơn, có thể thêm 4 điểm thuộc tính cùng một lúc, Lạc Phong xem qua một lần điểm thuộc tính thêm vào nhắc nhở quyết đoán lựa chọn 5 điểm toàn bộ giá trị nhan sắc. Nguyên chủ mới 80 điểm nhan sắc, tuy rằng so với trên không đủ so với dưới có thừa, nhưng cách hai chữ nam thần còn kém khá xa a. À. Mặc kệ là nam nữ, ngươi cái gì cũng có thể không có, nhưng nhan sắc lại không thể. Bởi vì bản thân thế giới này chính là hiệp hội ngoại hình. Ta hôm nay đặc biệt muốn phóng túng uống rượu một lần. Trong lòng quá nghẹn khuất, ngươi xác định không đi sao? lạc phong lại mời nhưng thấy đối phương không trả lời lạc phong cũng không nói gì nữa nỉ non nói lễ tình nhân chết tiệt bỏ lại những lời này lạc phong xoay người chậm rãi đi ra ngoài trường chỉ còn lại có tô mỹ cơ đứng ở bồn hoa bên cạnh một mình vì sao người này đột nhiên cảm thấy bóng lưng đẹp trai hơn một chút tô mỹ cơ nói xong hung hăng lắc đầu chính mình sợ là độc thân lâu như thế nào sẽ cảm thấy lạc phong đẹp trai đâu đúng vậy à chết tiệc lễ tình nhân thật sự là chán ghét ta cũng hy vọng tới một lần triệt để nôn nao tô mỹ cơ nhìn bóng lưng lạc phong như có điều suy nghĩ nói danh sách dục vọng trong lòng dục vọng uống rượu lại đi tới vị trí thứ ba bảo bối hôm nay ta đặt một cái giường nước lớn nha hi hi ta đây cũng nói cho ngươi một tin tức tốt ta an toàn kỳ cảm ơn chúa hôm nay con sẽ cố gắng sau đó nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của tình nhân trong trường học còn có nội dung đối thoại kích thích cô rất hâm mộ những người này cũng rất chán ghét những người này kết hợp với thái độ nghiêm khắc của người trong nhà đối với mình dục vọng uống rượu say lại leo lên một vị trí đi tới vị trí thứ hai chi một tiếng lúc này lạc phong ở ngoài cổng trường hình như đã tìm được một chiếc taxi này lạc phong chờ một chút cắn thật sâu đôi môi gợi cảm tô mỹ cơ vẫn nhẹ nhàng bước chậm vài bước đi tới trước mặt Lạc Phong. Hết chương này. Chương 4. Thành công nắm nữ thần. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Thành công đắn đo nữ thần có chuyện gì vậy? Vậy. Dù sao tiện đường, con gái buổi tối cũng không an toàn, cho cậu một cơ hội làm hộ hoa sứ giả. Cậu đến quán bar của cậu, tôi dừng ở ký túc xá nữ là được rồi. Tô Mỹ cơ do dự một chút, vẫn đi về phía Lạc Phong. Lạc Phong mỉm cười, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Tài xế taxi. Lý Ngên Xuân. Danh sách mong muốn. Cố gắng kiếm tiền, mua cho vợ một loại táo mới nhất. Tiết kiệm tiền riêng, đến chỗ đó tiêu sái một lần. Lần này tôi muốn đánh hai cái. Nữ nhân phía sau kia, thật sự là tiểu yêu tinh mê người, nếu có thể, sau khi bước lên xe taxi, Lạc Phong phát hiện, tài xế kia đang thông qua gương chiếu hậu nhìn trọng tô mỹ cơ ngồi ở hàng sau hơn nữa ánh mắt cực kỳ dâm tà đương nhiên lạc phong cũng không thể bởi vì như vậy liền mắng người khác một trận không cần đâu ai nhìn yêu tinh như vậy đều nghĩ như vậy bao gồm cả chính mình mặc dù nói hệ thống đã nói xem người bình thường dục vọng danh sách rất phí tinh thần khí cần tiết chế nhưng lạc phong còn trẻ a à, trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy chơi vui như vậy, ai có thể nhìn được tò mò, không nhìn lung tung chứ. Ồ, quán ba này cách ký túc xá nữ của các người rất gần ha. Lúc sắp đến ký túc xá nữ, Lạc Phong liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe, tùy ý nói. Ừ, đích xác rất gần. Tô Mỹ Cơ cũng nhìn về phía đó. Mặc dù cô chỉ tùy ý gật đầu. Nhưng bởi vì Lạc Phong nhắc tới như vậy, nàng vốn xếp hạng thứ hai càng rỡ uống rượu một lần dục vọng, cư nhiên leo lên thứ nhất. Một, đêm nay muốn hoàn toàn phóng túng uống say một lần. Lạc Phong thấy vậy, rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu không đi uống một chút, dù sao tương đối gần, đến lúc đó cũng có thể trở về ký túc xá nữ. Cái này. Được rồi. Sau một hồi do dự, Sumi vẫn gật đầu. 9 giờ rưỡi, lại là lễ tình nhân, việc làm ăn của quán ba vẫn vô cùng sôi động. Trong quán ba, nghe được chính là âm nhạc mạnh mẽ, nhìn thấy cũng là một ít nội dung mạnh mẽ. Về phần nội dung gì? Đơn giản chính là một ít nữ nhân gợi cả mặt váy cao gót tơ đen, ngồi ở trong lòng những ông chủ lớn kia, còn không ngừng lắc lư tiết tấu trí mạng. Các nữ nhân độc thân dùng ánh mắt thợ săn, không ngừng tìm kiếm con mồi mà các nàng muốn, mà các nam nhân tự nhận là thợ săn, cũng dùng ánh mắt tràn ngập hóc mon, không ngừng ngắm những nữ nhân gợi cảm kia chờ mong lát nữa đi lên bắt chuyện, sau khi triệt để chuốt say, cùng đối phương tán gẫu một ít đầu tư mấy trăm triệu. Ở đây đi, chúng ta ngồi. Tùy ý tìm được một chỗ ngồi tương đối yên tĩnh, Lạc Phong ngồi xuống, hai người vừa nói chuyện phím, cũng vừa uống rượu. Tuy rằng Lạc Phong vẫn luôn cùng Tô Mỹ cơ uống rượu nói chuyện phím, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn vào đủ loại người trong quán bar. Ánh mắt đi đến đâu, trên đỉnh đầu đều là một loạt danh sách dục vọng. Hết chương này. Chương 5 Ngoại quải cũng dùng quá tốt a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Treo ngoại cũng quá tốt dùng đi. Ví dụ như bàn bên cạnh, một người phụ nữ có nhan sắc 85 điểm, nhưng nhìn qua rất nữ thần, mặc váy da nhỏ gợi cảm, cả người tóc tai bù xù đi theo âm nhạc mạnh mẽ kia, không ngừng lắc đầu và thân thể. Bạn trai cư nhiên tìm tân hoang, hôm nay tâm tình thập phần không xinh đẹp, muốn tìm một người đàn ông trắng đêm tâm sự trả thù bạn trai ngoại tình tốt nhất xấu một chút mà cái này gợi cảm nữ nhân cách đó không xa còn lại là ngồi một cái váy dài nữ sinh đeo một cái kính rộng đen biểu tình nhu thuận tò mò nhìn chung quanh quán bar giống như là lần đầu tiên tới nơi này bình thường trên bàn là một ly nước trái cây không phải rượu nhìn thế nào đều là hình tượng một cô gái ngoan ngoãn mà đối diện thẻ của cô ngồi một tiểu soái ca có hình xăm, ánh mắt nhìn thẳng vào khe sâu của cô không ngừng ngắm. Trong miệng nhảy nhót một câu gì đó. Nữ sinh váy dài hơi đỏ mặt, sau đó cúi đầu. Hình xăm tiểu soái ca tự nhiên cười ha ha, cảm thấy hôm nay nhặt được bảo bối. Nhưng Lạc Phong lại thấy được cái kia váy dài nữ sinh dục vọng danh sách. Hoan nghênh tiểu soái ca, gia nhập chúng ta HIV đại gia đình mà người đàn ông xăm mình này không hề biết vận mệnh tương lai của mình rất có thể sẽ vì vậy mà chôn vùi, danh sách dục vọng trong lòng lại là. Uống nhiều một chút, anh còn chưa từng chơi qua nữ sinh vừa xinh đẹp vừa điềm đạm nho nhã như em. Quán ba đèn đuốc rượu xanh, đủ loại người, đủ loại ý nghĩ cùng với dục vọng, giờ phút này hoàn toàn bị lạc phong bất tri bất giác quan sát. Những người này, có người nội tâm âm u, có người mười phần hèn mọn. Tham lam, đau khổ, ghen tị, ganh đua, ngàn người ngàn mặt, tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Ngươi vẫn đang nhìn cái gì vậy? Tô Mỹ cơ hơi thưởng thức một ngụm co tai trong ly rượu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lạc Phong. Không biết vì sao, hắn vốn nhìn qua tướng mạo bình thường, giờ phút này lại cảm thấy rất thần bí. Bởi vì hắn vừa rồi quan sát bốn phía thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập đối với chung quanh hết thảy rõ như lòng bàn tay tự tin. Không có nhìn cái gì, thật lâu không có tới, cảm thấy hoàn cảnh nơi này vẫn là không thích hợp ta lạc phong thản nhiên nói không có lại quan sát những người đó dục vọng ánh mắt trở lại đối diện đại mỹ nữ trên người đúng rồi vì sao cậu không muốn trở về ký túc xá nữ à tô mỹ cơ đối với vấn đề này bắt đầu mê hoặc sao anh biết tôi không muốn trở về muốn trở về mà nói còn có thể đồng ý đến uống rượu sao dù sao hiện tại giờ này ký túc xá có thể đóng cửa rồi Tô Mỹ Cơ lại thần kỳ nở nụ cười, đảo cặp mắt xinh đẹp xem thường, sau đó thì chậm rãi nói ra, không muốn trở về, đó là bởi vì không muốn ăn thức ăn cho chó thôi, nhìn khó chịu. Hơn nữa ta cũng rất chán ghét các nàng đấy. Luôn ở sau lưng, nói ta bên cạnh người giàu có, làm cái gì ngoại vi. Lạc Phong nghe đến đó, biểu tình cũng hơi ngẩn ra, đích xác, nữ nhân này vẫn luôn bị mọi người nói như vậy. Vậy bọn họ nhất định là hiểu lầm ngươi ngươi lại biết. Không sợ ta nói dối. Tô Mỹ cơ kinh ngạc. Bởi vì ngươi giống như rất tức giận về chuyện này. Đúng vậy, liền gia đình của ta còn không đến mức cho người ta làm tiểu tam. Tô Mỹ cơ rầm rị nói, lắc đầu, đem trong ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Vì tránh hiềm nghi, ta cho dù ngồi xe của mình về nhà, đều muốn vòng qua tầm mắt của bọn họ, đi trong hẻm nhỏ rời đi, cứ như vậy, vẫn là ngăn không được những kia bát quái nữ nhân miệng. Nghe đây. Ấn tượng của Lạc Phong đối với Tô Mỹ Cơ cũng có chút thay đổi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, dường như người này rõ ràng biết nữ thần có những lời đồn xấu này, nhưng lại chẳng hề để ý. Xem ra cũng là tiểu nhân vô sĩ tham lam thân thể người ta, thích bất quá một bộ khu xác nào quản đối phương có phải hàng nát hay không. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc Tô Mỹ Cơ nhập học liền gây ra chấn động không nhỏ, nguyên nhân là lúc huấn luyện quân sự, bị chụp ảnh mặt mộc, đăng lên mạng, còn đăng lên học sớt. Tiêu đề đều giống như Giang Nam đệ nhất mặt mộc mỹ nữ, Giang Nam đại học kinh hiện đẹp nhất sinh viên, cái gì là thuần thiên nhiên mỹ nữ, đây mới là. Bởi vì khai giảng liền có phong ba như vậy, sau đó tô mỹ cơ, cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Ngoại trừ những lời đồn đãi bao dưỡng, vợ hai, bên ngoài lưu truyền trong trường học, Mọi người gần như không biết cuộc sống một ngày của cô như thế nào, càng không phát hiện cô có bạn bè khác phái gì. Tự hồ ngoại trừ những lời đồn đãi kia, thật sự chưa từng có liên quan đến bất kỳ nam sinh nào. Nhưng hiện tại Lạc Phong có thể hoàn toàn kết luận, làm những chuyện bên ngoài này hoàn toàn là lời đồn. Cũng không phải nghe đối phương giải thích một phen, mà là thông qua danh sách dục vọng để suy đoán. Nhưng Lạc Phong lại tò mò tại sao một nữ sinh xinh đẹp như vậy lại chờ mong tìm được một chiến hữu ổn định chứ? Hơn nữa đối với việc này, dục vọng của nàng còn rất sâu. Dục vọng kia, cơ hồ ổn định địa vị top 3. Nhưng chuyện như vậy, quả quyết không có khả năng trực tiếp hỏi nàng. Nói ngươi đi, Lạc Phong, ngươi vừa rồi giống như nói, tối nay rất muốn triệt đầu triệt đuôi uống rượu một lần. Tô Mỹ cơ càng nhìn càng thuận mắt, hôm nay Lạc Phong là thật so với dĩ vãng muốn đẹp trai hơn nhiều, nâng má thơm, tò mò hỏi lên. Hết chương này. Chương 6 Nếu như chúng ta cùng một chỗ, tình cảm lưu luyến cần giữ bí mật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Nếu chúng ta ở bên nhau, tình yêu cần phải giữ bí mật ngươi cảm thấy không phải bởi vì ngươi sao. Lạc phong ngược lại chất vấn. Ta cảm thấy sẽ không. Đàn ông mà, không phải đều làm bộ thâm tình chân thành sao? trong nhà biết ta theo đuổi ngươi sự tình để cho ta ở đại học trong lúc cũng không thể yêu đương lạc phong thản nhiên nói ánh mắt cũng liếc nàng một cái có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ấy trong nhà ngươi cũng vậy cũng cái gì lạc phong tò mò hỏi không có gì cho nên anh định từ bỏ việc theo đuổi tôi lạc phong lắc đầu tôi không biết làm sao bây giờ nhưng chúng ta cho dù ở cùng một chỗ Tôi cũng muốn yêu cầu anh thay chúng ta giữ bí mật. Nghe được lý do thoái thác của đối phương, tim Tô Mỹ Cơ lại càng muốn nhảy ra ngoài. Cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm cũng không nhịn được khá to, muốn nói gì đó lại nhìn xuống. Người này cùng ý nghĩ của mình cư nhiên là giống nhau, cho dù tìm người yêu cũng nhất định phải muốn đối phương giữ bí mật. Nói xong những thứ này, Lạc Phong tâm tình dường như tốt hơn không ít, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cũng may là ta cùng bọn họ nháo chia tay hiện tại ta dọn ra một người sống một mình sống một mình thời điểm nghe được hai chữ này của đối phương trong lòng tô mỹ cơ lại xuất hiện dục vọng thật sâu trong đầu như là đã nhảy ra cùng bạn trai ở chung hình ảnh không khỏi có chút khó chịu khuôn mặt cũng đỏ lên được rồi đừng không vui kỳ thật ta cũng không kém bao nhiêu người trong nhà phiền muốn chết như vậy đêm nay chúng ta sẽ không say không về Tô Mỹ Cơ nhìn đối phương thật sâu, cái gọi là đồng bệnh tương liên, nàng có thể hiểu sâu sắc cảm thụ của Lạc Phong. Hai người đều đau khổ như nhau, vậy thì cùng nhau uống say đi. Được, không say không về. Lạc Phong cười gật gật đầu, chỉ cần giúp nàng hoàn thành hảo hảo say một lần dục vọng, như vậy thuộc tính điểm cùng khen thưởng, cũng sẽ lần nữa giáng lâm. Bất quá vào lúc này, quầy ba một người đàn ông trẻ tuổi, bưng một ly rượu, vốn định tới tìm tô Mỹ cơ uống rượu, nhưng bởi vì có Lạc Phong ở bên người, thì là đem mục tiêu đổi thành cái kia dục vọng danh sách là muốn ngủ xấu trai, trả thù bạn trai gợi cảm cô nàng. Thấy Lạc Phong nhìn chầm chầm cô nàng gợi cảm kia, tô Mỹ cơ hừ hừ cười, như thế nào, nàng chẳng lẽ so với ta còn xinh đẹp hơn sao? Cũng không có, ta chỉ là có chút đồng tình với nàng mà thôi. Đồng tình. Đúng vậy, bởi vì nữ nhân này sắp bị bắt chuyện. Vậy thì sao? Người đàn ông đến gần bỏ đồ vào ly rượu. Thuốc. Từ vốn mục tiêu của người đàn ông kia là cô, nhưng bởi vì tôi ở đây nên đã đổi mục tiêu. Nghe đến đó, sắc mặt Tô Mỹ Cơ trong nháy mắt trắng bệch, hơn nữa còn muốn quay đầu lại nhìn. Đừng quay đầu lại. Cái đầu nhỏ nhắn của Sumi đột nhiên dừng lại, nghe lời quay lại, tò mò hỏi. Làm sao anh biết những điều này? Tai nghe lục lộ, mắt nhìn Bác Phương vậy chúng ta có cần đi hỗ trợ hay không sumi cố gắng đứng dậy nhưng lại bị lạc phong bắt được tay vô dụng thôi cô gái này cũng muốn tìm một người chúng ta không thể phá hỏng nhã hứng của người ta đúng không ngươi lại biết cô gái độc thân một mình tới địa phương như vậy không phải tới tìm kích thích là tới làm gì đơn thuần uống rượu sao ngươi tô mỹ cơ giờ phút này nói không ra lời nhưng sau một khắc nàng liền nhìn thấy cái kia muốn đến gần nam sinh thật sự rất dễ dàng liền cua được cái này gợi cảm cô nàng nếu cô gái này không có ý đó thì đàn ông không dễ dàng thế đâu ngươi đã tình ta nguyện sao ngươi lại đồng tình với nàng chứ lạc phong bật cười nói nhìn biểu tình liền biết trong lòng nàng có rất nhiều không thoải mái mới nghĩ tới tình một đêm tiện nghi cái kia đến gần tiểu tử cũng không đồng tình sao ta xem ngươi là hâm mộ đi Tôi còn cần hâm mộ người đàn ông khác sao?" Lạc Phong hơi nhíu mày, nhìn về phía khuôn mặt mê người của cô. "À, cho tới bây giờ không phát hiện người thú vị như vậy." Lạc Phong ha hả cười, nhìn một bình rượu đã uống hết, "Đói bụng chưa?" "Hết chương này." "Chương 7. Mang nữ thần đi khách sạn." Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. "Chương 7. Mang nữ thần đi khách sạn thật ra là muốn ăn chút gì đó." Tô Mỹ cơ gật gật đầu. "Để tôi xem thực đơn." "Được rồi, vậy là đủ rồi. Ngươi xem ngươi thích cái gì, bổ sung một chút." Tô Mỹ cơ nhìn một chút trên thực đơn câu chọn ra món ăn, thật giống nghĩ đến cái gì, tò mò nói, "Ngươi vì cái gì không điểm cây tê nướng não heo?" "Tại sao điểm chính?" "Đây là nhà này đặc sắc, dường như ta những cái kia túc hữu đến uống rượu đều phải điểm." Lạc Phong cũng không trả lời được đó là bởi vì trong danh sách dục vọng thấy nàng là người hồi không ăn thịt heo đặc biệt chăm sóc cô ấy về thịt heo chiêu bài món ăn cũng không gọi bò dê thỏ ngược lại là tất cả đều có tô mỹ cơ thấy hắn không trả lời liền thuận miệng hỏi ân xem như vậy đi à ánh mắt tô mỹ cơ đột nhiên sáng lên có chuyện gì vậy không có gì vậy thì không cần hoa cây nướng nữa tôi cũng không thích nhìn thấy những thứ như thế này. Tô Mỹ cơ biểu môi nói, mỗi lần những người đó uống rượu ở quán bar này rồi mang về, tôi nhìn thấy đều ghê tởm. Được. Lập tức, hai người không nói gì, lặng lặng chờ đợi bữa ăn khuya đến. Đương nhiên, Lạc Phong nội tâm là rất không nói gì, như thế nào liền thuận miệng gật đầu đây. Vậy sau này mình không ăn thịt heo nữa sao? Bất quá không sao, có thể nhảy tiền tồn tại, mỗi ngày nhập 8.000 tệ, chúng ta ăn thịt bò, thịt dê, nó không thơm sao? Mà đồng dạng, Lạc Phong có thể nhìn thấy, giờ phút này Tô Mỹ cơ biểu tình thập phần phức tạp, hơn nữa nhìn Lạc Phong ánh mắt, cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Khoảng một giờ, cơm no rượu say, hai người đều hơi say. Giờ phút này đã xuất hiện ở cửa quán ba. Lạc Phong, ngươi lực quan sát tỉ mỉ như vậy, ngươi có thể hay không đoán được, ta kế tiếp muốn làm cái gì đây? Trước cửa quán ba, hai người song song đi tới tô mỹ cơ đột nhiên nảy ra ý tưởng hỏi ra hả lạc phong ngay ra một chút hướng về ven đường vẫy vẫy tay tài xế taxi đi một chuyến phụ cận giang sơn khách sạn nói xong lạc phong ghé vào tai nàng thấp giọng nói ngươi muốn làm có phải hay không cái này nói xong trên mặt lạc phong lộ ra nụ cười trêu tức tô mỹ cơ nói không ra lời cơ hồ là ngây ngốc lập tức khuôn mặt bắt đầu lộ hồng ta mới mới không có muốn làm cái này. Không phải. Chúng ta ăn uống no đủ, không nghỉ ngơi làm gì. Anh chỉ đơn thuần đưa em đến khách sạn. Ồ, thì ra là như vậy, Tô Mỹ Cơ còn tưởng rằng, hắn thật sự biết đọc tâm thuật. Nói xong, cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau, bước lên xe taxi đến khách sạn. Khách sạn Giang Sơn, trong đại sảnh lộng lẫy người đến người đi, nhân viên phục vụ bận rộn bước vội vàng, không ngừng chào đón các cặp tình nhân đến thuê phòng ngày mai tuy rằng là bệnh viện rầm rộ nhưng tối nay tuyệt đối là khách sạn rầm rộ vì vi vi ngẩng đầu nhìn nhãn hiệu khách sạn giang sơn lấp lánh ánh đỏ kia rất nhiều cặp tình nhân đi ngang qua chỉ có thể ảm đạm rời đi bởi vì phòng ở đây rất đắt không phải ai cũng có thể tiêu phí nổi nhưng vẫn có không ít người trẻ tuổi vét sạch túi áo chỉ vì cùng nữ thần trong lòng một lần kích thích tuyệt vời lạc phong quay đầu nhìn tô mỹ cơ xuống xe mà đến ánh mắt nàng cũng giao hội lại đây sóng mắt lưu chuyển bộ dáng thanh thuần lại mê người cảm giác tâm tư rất nhiều muốn thay đổi trước kia lạc phong cho dù trong túi tùy thời có ba năm ngàn nhưng cũng sẽ không tới nơi này vào ở nhưng hôm nay lại khác tiền lời của thẻ nhảy tiền có thể đạt tới hơn tám ngàn một ngày cho dù quét sạch một vạn hai trong thẻ tín dụng cũng bất quá là hơn một ngày trả lại vốn căn bản không cần suy nghĩ vấn đề tiêu phí mang mỹ nữ cấp bậc như tô mỹ cơ thuê một phòng, vậy khẳng định phải khách sạn như vậy, chẳng lẽ còn để cho em gái người ta đi khách sạn nhỏ sao? Tốt xấu gì cũng giúp mình đạt được 5 điểm thuộc tính và thể nhảy tiền chứ. Hết chương này. Chương 8 Lo lắng ta ngủ ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Lo lắng ta ngủ ngươi Ha ha, ngươi xem đôi nam nữ vào khách sạn kia, nữ nhân này có phúc khí đi tới cửa chính khách sạn lạc phong hướng phía trước tiến vào khách sạn tình lữ biểu môi có phúc khí vì sao nam nhân này lợi hại quá lợi hại là phương diện kia sao tô mỹ cơ đỏ mặt một chút dường như rất tò mò loại đề tài này lạc phong sờ sờ cái mũi khẽ gật đầu đều là người trưởng thành về phần nói cái gì cũng liền ngầm hiểu tô mỹ cơ càng hiếu kỳ lên nàng còn chưa bao giờ biết chỉ cần là liếc mắt một cái liền biết nam hài tử có phải hay không lợi hại nam nhân mông tương đối vĩnh đều lợi hại tô mỹ cơ chậm rãi gật gật đầu theo bản năng nhìn về phía mông lạc phong cũng rất vĩnh hắn có phải cũng rất lợi hại hay không mà đối thoại như vậy kèm theo là dục vọng mãnh liệt hơn trong lòng nàng xuất hiện cái kia mẫu vật không nên suy nghĩ tâm tư không ngừng mà tra tấn nàng giờ phút này tinh thần hao tổn đã đi tới cực hạn còn phòng đơn không có tiên sinh tốt lắm ta tới hai gian cũng đúng tối nay lúc này phòng đơn phỏng chừng cũng không có người ở phòng đơn tiên sinh ngài xác định chứ tiểu thư lễ tân vốn tưởng rằng lạc phong đến một mình nhưng sau đó lại thấy một đại mỹ nữ đứng sau lưng lạc phong rất rõ ràng là một người cùng đường ta xác định. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô Tiếp Tân, Lạc Phong hung hăng gật đầu. Nhưng cũng có thể thấy, danh sách dục vọng của nhân viên lễ tân này liệt vào thứ nhất là một Mau tan ca đi, âu ba ta còn chờ ta đây. Đêm nay quá dài. Đêm nay hai cổ ngứa ngáy. Hai, Nữ nhân này dáng người thật sự là quá cực phẩm, ta có như vậy chân dài cùng eo nhỏ là tốt rồi nhìn đến đây, Lạc Phong chỉ có thể đầu đầy hát tuyến. Ngươi nha, liền một mét năm mấy thân cao, ngươi dáng người cho dù tốt cũng không có tô mỹ cơ xinh đẹp như vậy. Tiên sinh, ba nghìn tám trăm tám mươi tám một bộ, một nghìn tám trăm tám mươi tám một bộ, còn tám trăm tám mươi tám một bộ, ngài xem. Ba nghìn tám trăm tám mươi tám, lạc phong không chút do dự liền lựa chọn phòng đơn đắt tiền nhất. Nhưng phía sau hơi cúi đầu không biết nghĩ cái gì, tô mỹ cơ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, không cần chúng ta muốn 888 nguyên là tốt rồi. Lạc Phong thấy vậy, tự nhiên vui mừng cười một cái, hướng tiểu thư lễ tân lắc đầu, không cần 888 nguyên, liền muốn đắt nhất. Lạc Phong cũng kinh ngạc. Nguyên chủ nhân cho nàng tốn bao nhiêu tiền a? À? Chưa từng thấy cô đau lòng. Quét thẻ tín dụng. Vân tiên sinh. Sau một phen thao tác, Lạc Phong lấy được hai tấm thẻ phòng, quay đầu nói. Đi thôi, tôi đưa cô lên. Thấy đối phương không lên tiếng, Lạc Phong bật cười nói, sẽ không lo lắng tôi ở lại phòng anh không đi chứ. Hết chương này. Chương 9 Cùng nữ thần chung sống một phòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Cùng nữ thần chung sống một phòng. Không cần đổi khách sạn. Tô Mỹ Cơ vừa rồi chẳng qua là nghĩ chuyện khác đi, gật gật đầu, đuổi theo Lạc Phong bước chân hai người nhanh chóng đi vào thang máy trong thang máy mười mấy người phi thường chật chội suy nghĩ một chút tô mỹ cơ vẫn hướng lạc phong trong lòng dựa vào lạc phong tự nhiên sẽ không để ý hơi đưa tay liền ngăn cản eo nhỏ của nàng biểu thị công khai người phụ nữ này là của mình trong thang máy những tay heo muối kia vẫn là có ý tưởng gì khác cho thỏa đáng nếu không lập tức chụp ảnh phơi bày ngươi giờ phút này ông nữ thần trong ngực lạc phong có một loại cảm giác thành tựu chưa từng có thật sự là khó có thể tưởng tượng a à, nữ thần thân thể nguyên chủ nhân điên cuồng liếm mà không được hôm nay lại chủ động tựa vào trong lòng mình eo nhỏ thật mềm xúc cảm không tệ bất quá lạc phong nhìn thấy danh sách dục vọng của nam nhân trong thang máy này cũng đủ im lặng thương mại cô gái này thật xinh đẹp thật muốn xông vào cô ấy tôi đột nhiên đối với người phụ nữ trong ngực không có ý nghĩa cái chân dài này, đứng lên vô địch. Cô gái này nếu mang giày cao gót, cảm giác kẹp lưng kia, khẳng định vô địch. Lão tử muốn có bạn gái như vậy, trực tiếp đi để hào khách sạn thuê phòng đi, bên kia giường nước không tệ. Có người lên xuống thang máy, tương đối thường xuyên, khoảng một phút sau, Lạc Phong cùng Tô Mỹ cơ rốt cục đi tới tầng 15. Lạc Phong, tôi uống nhiều rồi, vừa rồi đầu hơi choáng, thật ngại quá ha. Sau khi ra khỏi thang máy, Tô Mỹ Cơ xin lỗi vừa nói, ánh mắt né tránh rời khỏi vòng tay Lạc Phong. Không có việc gì, ta cũng là nhìn những nam nhân kia ánh mắt không bình thường, sợ ngươi chịu thiệt. Lạc Phong khẽ mỉm cười, lập tức nhìn thấy một nam một nữ đi ra từ một gian phòng, nữ thanh thuần mà gợi cảm, nam, Âu phục dày da, ăn mặc trơn bóng như nước. Danh sách dục vọng đầu tiên trong lòng nam nhân là: Này số 8 kỹ sư thật không tồi, rất muốn điểm nàng cả đêm đáng tiếc muốn 20 ngàn. Khóe miệng Lạc Phong khẽ nhếch lên, theo bản năng nhìn cô gái này, liền cho rằng đối phương thanh thuần xinh đẹp như thế, thì ra là ngoại vi sao. 20 ngàn đô cả đêm. Thức ăn nhanh là gì? Lạc Phong bắt đầu tò mò. Bất quá có chức năng này, sau này gặp phải nữ hài, cũng có thể thành công tránh hố cặn bã nữ cùng ngoại vi. Sau đó, Lạc Phong nhìn thoáng qua kỹ sư số 8 đi bên cạnh người đàn ông kia, Dục vọng đầu tiên trên đỉnh đầu cô là. Thật nhớ người đàn ông này điểm tôi suốt đêm a, à, cứ như vậy một lần 10 phút, còn tắm rửa, quá dễ kiếm tiền đi. Lạc Phong nhìn đến đây, cũng yên lặng mặc niệm cho anh em. Người nhà, tân thủ đi. Đi tìm kỹ thuật viên. Vậy mà không ăn chút học mon trước. Đây không phải là đóng thuế ai quy sao? Cái giá đắt như vậy, anh bạn, anh chỉ có 10 phút. Còn mang theo phòng tắm mất máu có hay không? Lạc Phong chỉ biết, những người từng trải kia, mỗi lần ăn vào, đều khiến cho những kỹ sư kia không kiên nhẫn. Dù sao cũng chỉ là một món ăn nhanh, anh phải ăn hơn một giờ, con gái người ta khẳng định có oán hận. Bất quá nữ nhân này thâu đêm 20 ngàn, thật sự không thiệt thòi, chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối là nữ thần chừng 90 điểm. Nhưng so với tô mỹ cơ thì kém hơn rất nhiều. Lạc Phong không khỏi nghĩ, nếu là tô Mỹ cơ cấp bậc này Mỹ nữ, sẽ là bao nhiêu tiền đây? Lạc Phong đi rồi, nhìn cái gì? Hâm mộ nha! Tô Mỹ cơ đương nhiên không biết đôi nam nữ này chỉ là buôn bán, còn cho rằng là tình lữ, kỳ thật ngoài miệng nói Lạc Phong hâm mộ, nàng làm sao không hâm mộ chứ? Nhưng vừa rồi cái mông nam nhân kia một chút cũng không vĩnh, có phải không lợi hại hay không? Sau đó, nàng kéo phong la lạc, hai người hỏa tóc xuyên qua hành lang dài này. Đi tới cửa chính phòng 15 Tám, xoẹt một cái Quẹt thẻ xong, cửa phòng mở ra Lạc phong, tôi đi vào nghỉ ngơi trước đây Được, nữ thần ngủ ngon Lạc phong nhẹ nhàng gật đầu Đi về phía phòng đối diện Nhưng cùng lúc đó Cậu cũng quan sát vẻ mặt của Sumi Phát hiện ánh mắt cô không nở Nhìn mình chầm chằm. Biểu tình kia Hiển nhiên đường tăng rời khỏi nữ nhi quốc Nữ vương vịnh cây đưa mắt nhìn ánh mắt đường tăng rời đi hay là một chai rượu vang đỏ đột nhiên lạc phong quay đầu đi cũng là làm cho tô mỹ cơ đang muốn vào cửa theo bản năng quay đầu lại còn uống đúng vậy không phải đã nói muốn từ đầu đến cuối say một lần sau bản thân dục vọng này đã theo tới khách sạn trên đường đi tới thứ hai nhưng lạc phong vừa nói như vậy lại đi tới đệ nhất cái này nếu đi ba uống rượu thì không sao nhưng đi tới trong phòng uống rượu nam nữ chung sống một phòng làm nữ hài tử rất khó đáp ứng dù sao đối phương không phải người yêu của mình bồi bàn cho hai chai cadamalo nhìn thấy nữ phục vụ đi qua hành lang lạc phong búng tay hơn nữa còn đưa thẻ tín dụng qua cadamalo đây là rượu gì tô mỹ cơ hỏi trợ tiêu hóa a à, tô mỹ cơ kinh ngạc vừa rồi mình thật sự ăn nhiều. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Ta vừa rồi ăn nhiều, rượu đỏ vốn chính là trợ tiêu hóa đấy, mà các lô loại rượu này được xưng là sau bữa ăn tiêu hóa đồ uống, bản thân độ số cũng không cao. Tô Mỹ cơ nhướng mày, vậy một chút. Lạc Phong bật cười, đã gọi rồi, còn cần hỏi sao? A à vậy vào phòng tôi uống. Được. Lạc Phong gật gật đầu, tự nhiên vui vẻ phụng bồi. Sau khi tất cả, hàm muốn nôn nao của cô đã trở lại đầu tiên. Cái này khẳng định phải nắm lấy cơ hội. Hết chương này. Chương 10 Kỳ hoa, hệ thống ban thưởng bài poker gia thì tạp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Kỳ hoa, hệ thống thưởng bài tú lơ khơ thêm thẻ. Rất nhanh, sau khi tiến vào phòng, dưới bầu không khí như vậy, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương của cô. Dù sao cũng là con gái, lần đầu tiên cùng nam sinh ở chung một phòng trong khách sạn. Nhiều hay ít sẽ có chút xấu hổ. Đi tới bên cửa sổ phòng, Lạc Phong cầm hai chai rượu, thoải mái ngồi trên sofa sát đất. Sau đó đem rượu cũng đặt ở trên bàn thủy tinh, tìm tới hai cái ly chân cao. Bên ngoài là sông Hoàng Phố ở Mado, cảnh sắc rất đẹp. Cảnh sắc không tệ, phối hợp với rượu nho, cái loại cảm giác này, chi một chút liền đi lên nhìn ngoài cửa sổ, Lạc Phong hơi có chút tâm thần cuồng giả, đây là một loại cảm giác nắm giữ thiên hạ. Trách không được trong xã hội, vô số người đều vì tiền mà phấn đấu. Bởi vì có tiền thật tốt. Có thể mua xe sang trọng, biệt thự mình muốn, thậm chí nữ thần trong lòng cũng sẽ khuynh đảo dưới năng lực tiền bạc của bạn. Đúng vậy. Phòng 3888 đích xác không tệ. Tô Mỹ Cơ cũng cùng Lạc Phong có cảm giác không kém bao nhiêu nhưng nhân sinh của nàng lại thời thời khắc khắc bị người nắm giữ đây cũng không phải là quán bar không ai sẽ nói ngươi không lễ phép hơn nữa thảm rất mềm chân trần mới thoải mái đâu đúng nha quên mất tập luyện nửa ngày chân thật có chút mệt mỏi đi thôi lạc phong ha hả cười có thể nhìn thấy dục vọng của đối phương nói chuyện làm việc thủy chung nắm trong tay toàn cục về phần tô mỹ cơ nội tâm dục vọng khẳng định là muốn đổi giày bởi vì nàng bình thường sau khi về nhà, đều là đi chân trần ở trên thảm đi lại, nhưng lo lắng Lạc Phong cảm giác mình câu dẫn hắn, hơn nữa đi chân trần cũng không lễ phép, liền buông tha. Nhưng Lạc Phong nhắc tới như vậy, cô liền thuận lý thành chương đi thay giày. Đổi giày cũng có thể nghĩ đến câu dẫn. Nữ nhân này cũng không biết nghĩ như thế nào. Lạc Phong thì thào nói, có thể sau một khắc, nàng liền nhìn thấy kia một đôi sơn móng tay màu đỏ, vô cùng mị hoặc mà vô cùng trong suốt long lanh chân nhỏ, chậm rãi dẫm cái kia thảm mà đến. Lạc Phong biết, suy nghĩ của hắn sai rồi. Cái này đích xác có thể câu dẫn tới người. Lạc Phong mặc dù không có sở thích quái gở gì đối với thứ đồ chơi này. Nhưng bàn chân sạch sẽ, trần dài, có sơn móng tay đỏ, điều này đối với đàn ông mà nói, tuyệt đối là thêm điểm. Tự hồ cũng cảm giác được ánh mắt của Lạc Phong, nàng hơi cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ ngồi ở một bên sofa kỳ thật trong nhà ta cũng cùng ngươi kém không nhiều lắm, không cho yêu đương, không cho đi quán bar, ngay cả con trai cũng không cho ta tiếp xúc. Mỗi lần qua lễ tình nhân, tôi đều hận không thể trốn một mình. Hôm nay thật sự muốn say một lần. Vừa uống rượu, hai người trò chuyện một câu không một câu. Đến khi ly rượu vang đỏ thứ hai xuống bụng. Tuy rằng độ không cao, nhưng hình như uống lộn, hơi rượu có chút cao. Trong miệng nàng, những bất mãn kia lập tức xuất hiện em nói cho anh biết, nếu anh làm bạn trai em, thật sự rất thích hợp. Ngươi biết không? Ta là người hồi, ta không ăn thịt heo. Còn có A, nhà ngươi cư nhiên nuôi đại kim mau, ta giống như muốn một cái A, đáng tiếc cha dượng không cho phép nuôi. Những người trong ký túc xá kia, ta cũng không muốn để ý tới bọn họ, ta đã quyết định muốn dọn ra ngoài ở. Lạc Phong nghe đến đó, nội tâm cũng chỉ có thể cho nguyên chủ mặc niệm. Đuổi theo nửa năm, người ta nghiêm mặt cũng không cho một cái còn mình thì sao lại nói mình rất thích hợp làm bạn trai cô bất quá đối với những lời này của nàng lạc phong cũng không trả lời yên lặng uống rượu bởi vì giờ phút này nội tâm hắn cũng phức tạp lên nếu trực tiếp nhào tới lạc phong biết dựa theo dục vọng trong lòng nàng phỏng chừng lập tức nước chảy thành sông gạo nấu cơm nhưng nó không có đạo đức anh nói suki thực sự thích mình sao không. Chỉ là điều kiện của mình, quá phù hợp làm chiến hữu của nàng. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành tô mỹ cơ triệt để uống say một lần dục vọng. Ký chủ thành công đạt được khen thưởng cùng điểm thuộc tính. Bởi vì tô mỹ cơ là 95 điểm nữ thần, cho nên đạt được 5 cái thuộc tính điểm. Vật phẩm là Trampoline cộng thêm thẻ một tấm. Thời gian 50 phút. Đạo cụ là dùng một lần đạo cụ nhìn thấy vật phẩm ban thưởng lần này lạc phong theo bản năng nhìn về phía tô mỹ cơ bên cạnh phát hiện nàng còn lải nhải không biết nói cái gì không biết cô gái này có thể vác qua một tấm thẻ cộng thêm hay không hết chương này